Hello, hello bạn, mình là Phú Cơm Lúc Energy ha. Lâu lắm mình mới làm lại những con mà kiểu form enduro như thế này ha. Thì cách đây không lâu mình có một cái bài review nhỏ ở trên trang cá nhân và một số cái nhóm về MTB trên Facebook ha. Mình có một cái điều khá là khó chịu, đó là một số bạn không chơi, không tham gia bên mình cũng không có tham gia vào cái việc mà quyết định cái xe nó như thế nào cùng với khách hàng của mình, mà lên trên một số diễn đàn mà đăng như đúng rồi á, phán như đúng rồi á, thì mình gặp một số tình huống là nó là bên mình thuốc khách rồi này nọ, rồi ép khách phải mua đồ thế này nọ ha. Thì đây mình sẽ làm clip này chứng minh cho bạn thấy là một con Blue Energy dựng từ đầu đến cuối nó sẽ như thế nào, và một con mà khi mà khách mang qua bên mình để dựng theo yêu cầu khách với những đồ khách đã mang sẵn thì nó như thế nào ha. Thì bây giờ đây là một cái câu trả lời cho các bạn mà đâm chọc bên mình ha, một con xe chất lượng bên Blue Energy làm từ đầu đến cuối nó sẽ trông như thế nào. Câu intro nha. Rồi, đoạn intro xong rồi ha. Đây là một cái đoạn intro chứng minh cho tất cả những gì bạn thấy ha. Đây là một con xe mà bên Blue Energy đã dựng con xe này từ rất là lâu ha. Mua cái khung này phải là 1.5 năm rồi. Thì gần đây mình bị chọt nhiều quá nên mình lấy con xe này ra mình chứng minh luôn. Bên mình bỏ tiền ra làm nha, không có khách nào thuê hết, và bên mình sẽ dựng cấu hình từ đầu đến cuối để mà bạn ha. Mọi thứ nó mít vào nhau một cách chuẩn chỉnh. Ví dụ như là con khung này ha. Khung này không phải là khung của Specialized đâu, mà khung này là khung của Đài Loan. Bên mình đã sơn lại theo cái màu mà bên mình thích. Dùng chữ này là chỉ là cái tem thôi, mình đừng quan tâm đến vấn đề thương hiệu này ha. Thì như bạn thấy con này đã lên được e-bike và sử dụng cái máy là máy M200 âm khung, và đã kết hợp với một cái máy M200 âm khung này với một cái hiệu năng tối ưu nhất, quãng đường tốt nhất để chơi cái cảm giác mạo hiểm phê nhất, thì mình đã làm một cái cục pin đây như bạn thấy. Và khi mà làm một cục pin mà trong một cái khung không phù hợp để gắn những cái pin như là hai lông pin của John C hay là pin của R, thì mình buộc phải làm một cái vỏ pin của Made in Blue Energy DIY. Thì cái pin này sử dụng là vỏ nhôm ha. Thì tại sao mình lựa chọn vỏ nhôm? Bởi vì vỏ nhôm nó sẽ có cái tính chất nó nhẹ, nó phù hợp với những con xe enduro đang tập trung vào việc là bay nhảy. Nếu mà cái vỏ pin này bằng kim loại như là sắt inox á, nó sẽ tạo ra một cái lực quán tính nhỏ khiến vào đập trong khung á, làm cho khung nó không còn tính ổn định. Đây, vỏ nhôm. Và sức chứa của vỏ pin này á là mình làm full được khoảng là 36V, khoảng là 30W luôn á. Nhưng mà mình làm vừa đủ thôi, vừa đủ để trải nghiệm và chứng minh cho bạn nào đó thấy là bên Blue Energy có thể làm một con xe nó đẹp đến mức độ nào ha. Rồi, lên một tí nữa thì con khung xe này á là một con khung xe enduro và hàng Đài Loan, nhưng mà nó nói nó sử dụng một cái phuộc là 185mm. Mình có thể làm nhiều option với cái phuộc này. Bạn thích thì bạn có thể dùng một cái phuộc của Fox 185. Không thích nữa bạn xuống Centaur, còn không thích nữa bạn xuống cái dòng HLM này ha. Đối với dòng phuộc mà giữa này nè, HLM này thì nó sẽ có một cái cảm giác nó hơi cứng hơn một tí, bởi vì cái độ nén của nó rất là lớn. Nên mình được cái là mua con này sẽ không cần phải tinh chỉnh gì hết, mua về gắn là dùng ha. Rồi còn có máy M200 thì sao? Mình có giới thiệu từ đầu mà mình chưa nói. Thì bạn nào mà chưa coi kênh mình lần nào hoặc chưa có kịp coi clip nào về máy M200 thì con máy này sử dụng công nghệ là torque sensor. Công suất danh định của nó là 36V 250W. Nhưng mà bên Blue Energy bên mình đã unlock speed rồi ha. Unlock speed để nó không bị giới hạn tốc độ ở 25 km/h nữa. Bây giờ nó lên được 45, 40, 45 km/h, thoải mái theo lực đạp của bạn ha. Nó rất là ok. Bây giờ mình sẽ giới thiệu phần phía trước con xe này ha. Thì con xe này như bạn thấy đây là một cái con xe form enduro. Và với những cái form enduro này nó sẽ sử dụng một cái phục chắc chắn là nó enduro ha. Thì cái phục nào gọi là phục enduro, thì do enduro là mục đích là lao từ trên đồi lao xuống với vận tốc rất là cao, với lực nó rất là lớn. Thì những cái phuộc như bình thường của MTB bình thường mountain bike á, nó không đủ khả năng chịu lực ha, bởi vì cái lực vận xoắn của phuộc nó chịu không nổi. Thì để giải quyết được vấn đề vận xoắn này thì những người chơi và hãng đã tạo ra một cái phuộc mới. Nó có hai shoulder, một cái shoulder trên, một cái shoulder dưới. Thì cái shoulder dưới này vẫn làm như vai trò như một cái phuộc bình thường ha, nó là chịu lực. Nhưng mà để giảm cái khả năng mà bị méo bánh, lệch bánh hay là khi mà tiếp đốc nó vặn xoắn thì làm ra một cái shoulder trên nữa. Thì họ gọi đây là một cái phục double shoulder. Rồi,
Nói về cái phần double shoulder xong rồi thì đây là một cái double shoulder mà của hàng Himo, và nó sử dụng cái phục cái phần giảm sốc là phục E. Nó rất là ok ha. Và cái giá tiền của dòng Himo này cũng khá là mềm, lanh quanh có 2.7 đến 3 triệu tùy thời điểm ha. Rồi xuống tí nữa mình sẽ có một bộ bánh. Bánh này mình sử dụng của Kozer. Nếu bạn nào mà theo kênh mình từ rất là lâu á thì mình các bạn sẽ biết một điều là mình khá là chê Kozer. Chê sao? Chê bởi vì giá thì nó khá là cao, nhưng mà mọi thứ nó mang lại nó vừa đủ rồi. Nhưng mà có một điểm mà Kozer sẽ ăn những thằng khác, đó là về cái tính chất ngoại hình. Bạn sẽ thấy không có cái hộp nào mà đầu tư về mặt thiết kế mà đẹp như là Kozer đâu. Kozer mới 490 Pro, bạn sẽ thấy rất là nhiều hoa văn trên cái hộp này và nó rất là bắt mắt ha. Và tiếng nổ của nó cũng khá là ok và nó đáng đồng tiền bát gạo, chứ không phải là chê là nó tệ hết mọi việc ha. Nó đáng nên nó mới có cái giá đó. Rồi ra một tí nữa mình sẽ có một bộ cam ha. Thì trước đây á, mình sẽ không làm cam mà cam bự này nhiều. Nhưng mà có một khoảng thời gian mình thích cam bự, bởi vì mình làm khá là nhiều cái xe mà cargo bay. Và con này cũng vậy, con này mình hướng đến câu chuyện mà bay nhảy thồ hàng, thồ người mà bay nhảy á. Mình cần cái khả năng chịu tải lớn, mình gắn một cái dàn cam khủng bố ha. Cam này là cam xe thồ nè, cam xe tải. Thì đối với cam này bạn có một cái điểm đặc biệt, đó là nó bự gấp đôi so với cam thường. Nên quyết định đã lên chơi cam kiểu này rồi á, bạn không thể nào xuống lại cái cam nhỏ được đâu. Nên đã chơi là chơi luôn nha. Bạn nào qua bên Blue AG thích cầm này mình chơi được ha. Rồi ra về phía ngoài, bên ngoài mình sẽ có một cái bộ vành của Mavic. Vành thì mình chỉ có trung thành với Mavic thôi. Mình đã lựa rất là nhiều thương hiệu khác nhau và mình đã chơi thử, đang thử, làm thử rồi chạy thử luôn. Thì chân ai vẫn là Mavic. Cuối cùng là vỏ. Bạn sẽ thấy một cái điểm khá là chú ý của cái vỏ này, đó là vỏ swappable. Cách đây không lâu mình cũng lại chê swappable. Con nào mà cái gì mình chê là mình sẽ mang lên con này hết. Nhưng mà hàng khủng của cái hãng mình chê ha. Thì cái vòng dòng swappable này nó cực kỳ mắc. Một cái vỏ này thôi giá sẽ rơi vào đâu đó là 1.2 triệu. Nếu bạn có thể search cái thương hiệu này, swappable, cái dòng này nè. Cái biểu tượng này là nó có tổng cộng là 6 lớp chịu lực và chống cắt, chống đâm. Nó cực kỳ phù hợp với những cái nhu cầu mà bay nhẹ những địa hình cực kỳ phức tạp. Và mình không biết trước phía dưới là gì luôn ha. Vỏ này chịu được. Cái thứ hai là vỏ này nó sử dụng công nghệ là Tuprex Ready. Đối với bạn nào mà chưa biết Tuprex Ready có nghĩa gì là nó hỗ trợ sử dụng không ruột. Miễn sao cái vỏ, cái vành của bạn hỗ trợ được không ruột là có thể không cần ruột bên trong luôn ha. Bạn sử dụng cái đầu van bơm khí, ép khí vào trong sử dụng luôn. Và bơm dung dịch vào khi mà cắt lủng đâm hay bất cứ thứ gì liên quan đến vỏ thì cái dung dịch này sẽ tự xử lý. Rất tuyệt vời ha. Thì đây là một trong những dòng vỏ mắc tiền bậc nhất của Swappable. Đang có trên con xe này do Blue Energy DIY từ đầu đến cuối. Cách tập bài. Rồi bây giờ mình sẽ review phần tay lái của con xe này ha. Thì do con xe này mình làm mà mình hết cái tay là 720mm. Là mình đang gắn cho con xe này là một cái tay 700mm sẵn. Thì với việc mà tay 700mm thì nó cái phơm nó hơi dài dài thôi, chứ nó không đủ để mình tự thực hiện những công mà khúc cua nó quá đặc biệt. Thì bạn nào mà muốn một cái con xe mà có cua đặc biệt mà bẻ nhanh được á thì mình sẽ đổi ha. Thì nhiều khi là bạn lúc mà bạn tới bạn mua con xe này mình đã có hàng mới rồi. Rồi đi vào trong tí nữa mình có một cái cặp bao tay của Robot. Thì đây là bao tay giọng nước ha. Thì đây là một cái bao tay nó cũng chưa phù hợp lắm với con xe mà dùng cho mục đích Enduro. Bởi vì Enduro thì bạn sẽ cần một cái tay mà nó tròn, lực nắm nó tốt, xử lý tình huống nó dễ. Thì cái này tùy theo nhu cầu ha. Nếu bạn đi thành phố không đi chơi mà không cần phải xử tình huống tình nhiều á, có thể giữ. Hoặc là đi mục đích là đi tour, ví dụ đi chặn cỡ 150-200 cây chơi được ha. Còn ví dụ như bạn chơi chặn vòng nửa tiếng 45 phút thôi nhưng cực kỳ khắc nghiệt bay nhảy á thì nên đổi. Rồi vô tiếp nữa chúng ta sẽ có một cặp thắng của Expect. Thì đây là một dòng thắng của Đài Loan thuần túy ha, và nó có lực hãm nó khá là tốt, giá nó mềm hơn M200 của Shimano. Nhưng mà bạn đừng khinh thường nha, giá mềm nhưng lực bóp đã lắm. Cái cảm giác mà bóp nó sẽ sao ta, nếu mà lấy Shimano MT200 là thang điểm 10 thì nó được thang điểm 9 luôn mà giá nó lại rất là rẻ. Rồi vào trong tí nữa chúng ta sẽ có một cái tay bấm điều khiển của cái máy M200 này ha. Thì có chức năng cơ bản cộng trợ lực, giảm trợ lực, rồi nút power. Rồi ở giữa là có một màn hình EB04. Thì với cái màn hình EB04 này nó sẽ có chức năng là kết nối thông minh với điện thoại. Bạn sẽ coi được thông báo trên tin nhắn, thông báo cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, hay là thông báo về thời tiết, thông báo về quãng đường nữa. Ngoài ra là bạn nếu mà bạn chọn điểm đến, điểm đi ngay trên app của cái ứng dụng này trên điện thoại thì bạn sẽ có thêm cái điều hướng. Và khi mà có điều hướng rồi bạn sẽ rất là dễ dàng lựa chọn những cung đường nào an toàn nhất, ngắn nhất và nó ít bị kẹt xe nhất ha.
Và đối với việc mà bạn sử dụng một cái điện thoại khi mà ở một quốc gia mới hay một cái địa điểm nào mới quá đặc biệt đi, mà bạn cứ rút điện thoại ra, rút điện thoại vô, rút khỏi cái điện thoại, nó sẽ không còn nằm trong túi quần bạn nữa ha. Đây là một cái lợi ích rất là tuyệt vời cho những bạn nào mà đam mê xe dịch. Rồi giờ đến phần cuối cùng của con xe này ha, đây là phần đắp xếp này. Thì đây là một con xe hướng đến cái chuyện mà bay đồi, bay dốc, nhưng mà nó không có quá hạt co, và mình muốn cái chi phí thực hiện con xe này nó nằm trong cái tầm vừa vừa. Để anh em nào mà có cơ hội mà muốn trải nghiệm á, thì nó nằm trong cái khả năng tài chính ha. Thì để lên được một cái cấu hình ngon mà giá nó mềm á, thì mình lựa chọn hàng đầu của mình sẽ là QS. Đây, dòng Shimano QS. Đây là một dòng khá là mới ha, nó có mới xuất hiện ở trên thị trường khoảng là 1 đến 2 năm gần đây là nó phổ biến thôi. Thì QS này cũng có một đặc điểm mà mình thấy nó rất là đặc biệt, đó là nó không phân theo số ha. Cũng là cái cùi này, cũng là cái tay này ha, mình có thể chơi thoải mái từ 8 số này, 9 số, 10 số. Đó là điều khá là đặc biệt. Ví dụ như bình thường mình sẽ chơi đều ra 4100, M5, M6. Tùy theo dòng mã nó sẽ quyết định một cái số speed. Nhưng cái riêng QS này nó không có mã phụ, nó không có mã phụ ha. Đã không có mã phụ rồi, mình muốn mua cái bộ lip bao nhiêu, mình chơi bao nhiêu. Cái điểm khác biệt duy nhất là mình mua cái tay phù hợp thôi. Ví dụ như mình thích chơi tay số là 8 số thôi, mình mua tay 8 số. Thích chơi 10 số, mình chơi 10 số. Chỉ cần thay đổi trên kia. Thành ra cái việc mà mình chơi cái đúp set của QS này tiết kiệm chi phí rất là nhiều luôn. Bạn chơi bây giờ xong bạn nâng cấu hình lên từ từ theo tài chính bạn được hết. Bạn chơi những con khác á, mỗi lần mà thay đổi cấu hình giống như bạn phải mua lại từ đầu đến cuối vậy. Chẳng hạn là đây đâu. Rồi, với việc mà chơi một cái bộ QS ngon rồi thì phải có một cái hub set. Thì đây là một cái hub của Cruiser giống như phía trước thôi. Và đây là mà XM490, không phải bản Pro ha. Bản Pro nó sẽ có Pro. Và cái bản Pro thì nó có độ chớn và độ nổ nó cao hơn bản thường một tí ha. Rồi, review từ đầu đến cuối xe rồi, bây giờ mình review phần giá ha. Thì cho các bạn nào mà đang hạt co với bên mình biết là một con xe bên Blue Energy làm từ đầu đến cuối đẹp như thế này thì giá bao nhiêu nha. Bao giá luôn bạn là 35 triệu. Thì nếu mà 35 triệu mà bạn có thể mua được con xe nào mà tốt hơn như thế này nữa không? Chắc là sẽ có nhưng mà sẽ khó nha. Có nhưng mà khó. Có nghĩa là bạn sẽ phải tự bỏ ra thời gian, bỏ ra công sức, tự mua đồ ra, tự dựng, tự cắt nhôm, làm mọi thứ thì may ra có cái giá này. Thì bên Blue Energy ngoài cái giá này ra thì có chương trình khuyến mãi đặc biệt ha. Bạn nào tới tận Blue Energy trải nghiệm, chụp hình đăng Facebook, selfie các kiểu, nói chung là chứng minh bạn đã qua bên này với một cái hashtag Blue Energy á, thì bạn sẽ có chương trình giảm giá đặc biệt. Thì cái giảm giá đặc biệt nó có thể là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, nhiều triệu nha. Rồi, nhớ coi subscribe cho mình clip này. Nếu bạn thấy clip này hay, clip này thú vị, xe này phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày của bạn, nhớ là show like. Rồi gọi mình ép giá nha. Cảm ơn bạn.